Luận Đại Trí Độ, quyển 93. Phẩm thứ 82 tiếp theo, Tịnh Phật Quốc Độ tiếp theo. Kinh: Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát còn chấp tướng sắc, tướng thọ tưởng hành thức, tướng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tướng sắc thành hương vị xúc pháp, tướng nam tướng nữ, tướng cõi dục, tướng cõi sắc, tướng vô sắc, tướng thiện pháp, tướng bất thiện pháp, tướng hữu vi, tướng vô vi, vân vân, thì cũng gọi là thô nghiệp của Bồ Tát. Bồ Tát phải xa rời các tướng ấy mà bố thí, cũng dạy người khác bố thí, rồi đem công đức bố thí cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng Tịnh Phật Quốc Độ, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ cũng là như vậy. Bồ Tát đem trần bảo cúng dường tam bảo, phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này cũng sẽ được thành tựu bảy báu. Lại nữa, nấy Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem kỹ nhạc trời cúng dường Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này cũng thường được nghe nhạc trời như vậy. Lại nữa, nấy Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem hương trời cúng dường Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ của tôi sau này cũng thường được hưởng hương trời như vậy. Lại nữa, nấy Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem cả trăm thức ăn uống cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này cũng sẽ đầy đủ trăm thức ăn uống như vậy. Lại nữa, nấy Tu Bồ Đề, Bồ Tát đem năm dục lạc cúng dường Phật tăng cùng hết thảy chúng sanh, phát nguyện rằng do nhân duyên thiện căn này mà hết thảy chúng sanh ở quốc độ chúng tôi sau này cũng sẽ được tùy ý hưởng năm diệu dục như vậy. Lại nữa, nấy Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, tự mình tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, tu bốn vô lượng tâm, dẫn đến tu ba bảy phẩm trợ đạo, cũng dạy người khác tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tu bốn vô lượng tâm, dẫn đến tu ba bảy phẩm trợ đạo. Bồ Tát phát nguyện rằng khi tôi được vô thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm cho hết thảy chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này chẳng rời xa bốn thiền, dẫn đến chẳng xa rời ba bảy phẩm trợ đạo. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát thường Tịnh Phật Quốc Độ. Vì suốt quá trình hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát thành tựu đầy đủ các hạnh nguyện, làm đầy đủ các thiện pháp, và cũng dạy chúng sanh làm đầy đủ các thiện pháp. Do nhân duyên Tịnh Phật Quốc Độ như vậy, nên Bồ Tát được thân hình đoan chánh, cũng khiến chúng sanh được thân hình đoan chánh. Bồ Tát sẽ chọn chẳng đọa vào ba đường ác, chẳng khởi các tà kiến, chẳng khởi ba độc, chẳng lạc về thành văn và bích trí phạt địa, tài chẳng nghe nói đến vô thường khổ không vô ngã, chẳng nghe nói đến phiền não kiết sử, cũng chẳng nghe nói đến phân biệt các quả. Ở quốc độ của Bồ Tát sau này sẽ có những cây bằng bảy báu, gió thổi qua các cây ấy tùy theo chỗ đáng độ, thường phát ra những âm thanh thuyết về không, về vô tướng, về vô tác, về thật tướng các pháp. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp tướng vẫn là không, đã là không thì vô tướng, chẳng có tướng, đã là vô tướng thì là vô tác, chẳng có tác vậy. Do cây thường phát ra pháp âm, nên suốt ngày đêm trong khi đứng nằm ngồi, Bồ Tát vẫn thường được nghe pháp, mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, được chư Phật trong mười phương tán thán. Khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, chúng sanh nghe pháp, chẳng có ai chẳng tin, chẳng có ai nghi đó là pháp hay là phi pháp, chẳng phải pháp. Vì sao? Vì các pháp ở nơi thật tướng đều là pháp, chẳng phải là phi pháp vậy. Có những người phước mỏng, chẳng theo chồng thiện căn nơi các đức Phật, và nơi chư đệ tử của Phật, chẳng theo chư thiện trí thức, chìm đắm trong ngã kiến, cùng các kiến chấp khác nên mới bị đọa vào biên kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường kiến. Do tà kiến như vậy nên hạ người ấy, cho lời Phật dạy là chẳng phải Phật dạy, cho lời chẳng phải Phật dạy là do Phật dạy, cho thật pháp là phi pháp, và cho phi pháp là thật pháp. Do phá pháp như vậy nên hạ người ấy khi mạng chung sẽ phải bị đọa vào ba đường ác. Bởi vậy, Bồ Tát khi được vô thượng Bồ Đề rồi, liền dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến họ giỏi được tà tụ và an lạc trong chánh định tụ, chẳng đọa vào các đường ác nữa. Bồ Tát Tịnh Phật Quốc Độ như vậy nên chúng sanh chẳng còn thấp uế tạp, chẳng còn phân biệt các pháp thế gian là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi, là vô vi nữa, dẫn đến trong các quốc độ hết thảy chúng sanh chắc chắn sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Tịnh Phật Quốc Độ. Luận:
ở nơi các pháp rốt ráo không mà còn chấp tâm, chấp tướng, như chấp tướng sắc, chấp tướng thọ, tưởng hành thức, chấp tướng nhãn ý, tỷ thiệt thân ý, chấp tướng sắc thành hữu vị xúc pháp, chấp tướng nam, chấp tướng nữ, chấp tướng ba cõi, chấp tướng thiện ác, chấp tướng hữu vi hay vô vi, chấp tướng hữu lậu hay vô lậu, vân vân, thì đó gọi là thô nghiệp vậy. Thôi, trước đây nói chẳng thủ tướng thiện pháp cũng chẳng thủ tướng bất thiện pháp, này vì sao lại nói phải nhàm chán hết thảy sắc pháp để thành tựu thiện pháp? Đáp, pháp Phật có nói đến chúng sanh không và pháp không. Nói chúng sanh không nhằm phá các tướng về chúng sanh như tướng nam, tướng nữ, vân vân. Nói pháp không nhằm phá các tướng về sắc pháp là các tướng hư vọng. Khi phá hết thảy các sắc pháp thì sẽ được không. Bởi vậy nên quán sắc, quán thọ tưởng hành thức, quán thiện pháp, quán bất thiện pháp, vân vân, đều là như huyễn như hóa, đều chẳng có định tướng vậy. Lúc bấy giờ các ý luận về thường, về vô thường, vân vân, đều chẳng còn, nên chẳng gọi là chấp tướng nữa. Và các thiện pháp đã hòa hợp với tánh không, nên chẳng còn sanh phiền não nữa. Hỏi, các pháp hữu vi chỉ giả danh hòa hợp chẳng nên chấp, còn các pháp vô vi chân thật pháp là như pháp tánh thật tế, vì sao cũng chẳng nên chấp? Đáp, chẳng thủ tướng là vô vi, pháp vô tướng là pháp vô vi, nếu có thủ tướng thì trở thành hữu vi, bởi vậy nên có thủ tướng là hư vọng, là chẳng thật vậy. Bồ Tát xa lìa các thô nghiệp ở thân khẩu và ý, mới tịnh Phật quốc độ, xa lìa các chấp tướng mới hành sáu pháp ba la mật, cũng dạy người khác hành sáu pháp ba la mật cùng các thiện pháp khác dẫn đến tịnh Phật quốc độ. Ở đoạn kinh trên đây, trước nói về tổng tướng rồi sau mới nói với biệt tướng. Như nói Bồ Tát đem các chân bảo cúng dường Phật và chúng tăng phát lời nguyện rằng, do nhân duyên cúng dường này mà chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này sẽ được đầy đủ bảy báu trang nghiêm như vậy. Mỗi chúng sanh có một tịnh độ của mình. Hỏi, trừ thánh hiền đều thiểu dục trí túc, chỉ có phàm phu tham quý chân bảo. Như vậy, vì sao chư Phật và chư thánh hiền lại thọ nhận sự cúng dường chân bảo? Đáp, Bồ Tát trú trong pháp tánh thân thường đầy đủ các thần thông ba la mật, nên hóa hiện ra các chân bảo để cúng dường chư Phật và chư đại Bồ Tát vậy. Các chân bảo do thần thông lực hóa hiện ra nên nhẹ nhàng chẳng có gây chướng ngại. Ví như ở cõi trời biến tị có hiện tượng 60 người ngồi chung một chỗ để nghe pháp mà chẳng có ngần ngại nhau. Có Bồ Tát thâm nhập thần thông biến hóa ra đủ thứ châu báu để cúng dường Phật và tháp Phật. Lại có Bồ Tát biến thân thành núi Tu Di đốt đèn cúng dường Phật và tháp Phật ở các mười phương và phát nguyện rằng, ở quốc độ của tôi sau này thường có quang minh chiếu sáng, chẳng phải nhờ đến ánh sáng của mặt trời mặt trăng, chẳng phải nhờ đến ánh sáng của đèn đuốc vậy. Lại có Bồ Tát làm ra mưa hương hoa và anh lạc để cúng dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng, ở quốc độ của tôi sau này hết thảy chúng sanh đều được đoan chánh, được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có xấu xa. Lại có Bồ Tát tự dùng thần thông làm ra nhạc trời, hoặc làm thân Atula, làm thân Long Vương đem nhạc trời cúng dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng, ở quốc độ của tôi sau này sẽ có những âm thanh như vậy. Hỏi, các đức Phật và chư thánh hiền đã ly dục, như vậy vì sao còn thích âm nhạc, thích ca vũ? Đáp, các đức Phật tùy chẳng còn tâm chấp đắm đối với hết thảy pháp, nhưng ở thế gian có tất cả các pháp đó. Vì thương xót chúng sanh nên Phật tùy thuận theo sự cúng dường của họ, để họ được tùy nguyện hưởng phước đức. Chẳng phải Phật thích âm nhạc, thích ca vũ, nhưng vì lợi ích của chúng sanh mà Phật thọ sự cúng dường các thứ âm nhạc, ca vũ của họ vậy. Bồ Tát muốn tịnh quốc độ nên cầu diệu âm thanh, muốn ở quốc độ của mình sau này chúng sanh thường được nghe các diệu âm thanh như vậy, khiến tâm họ được nhu nhuyến. Khi tâm chúng sanh được nhu nhuyến rồi thì rất dễ hóa độ họ, nên Bồ Tát dùng nhân duyên âm thanh để cúng dường Phật và tháp Phật. Lại có Bồ Tát dùng hương hoa cúng dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng, ở quốc độ của tôi sau này chúng sanh sẽ thường được hưởng các hương hoa như vậy. Hương hoa sẽ tự nhiên có, chẳng phải do ai làm ra cả. Ở nơi thần Phật thường có diệu hương tỏa ra, đến hàng chư thiên cũng chẳng sao bị kịp, nhưng vì lợi ích của chúng sanh mà Phật thọ sự cúng dường hương hoa của họ vậy. Lại có Bồ Tát đem cả trăm thức uống cúng dường Phật và chúng tăng phát lời nguyện rằng, ở quốc độ của tôi sau này chúng sanh sẽ được hưởng trăm vị thức ăn uống như vậy. Các đồ ăn uống sẽ tự nhiên đến với chúng sanh, chẳng do ai làm ra cả.
Có thuyết nói các thứ cỏ thuốc, hoa thuốc, quả thuốc hoặc các thứ hoàn hoàn hỷ làm bằng các thứ cỏ và hoa quả thuốc đó cũng nhiếp trong 100 thức ăn uống đó. Có thuyết nói 100 vị thức ăn uống có nghĩa là các thức ăn uống đầy đủ. Có thuyết nói hàng chư thiên ăn uống đến cả 100.000 vị. Có thuyết nói do phước báo mà Bồ Tát thọ dụng được các thức ăn uống đầy đủ và dùng thần thông biến các thức ăn uống thành vô lượng vị, có thể chuyển hóa được tâm chúng sanh, khiến họ được tâm thanh tịnh ly dục. Bồ Tát dùng bốn lối ăn tùy nhân duyên cúng dường Phật và chúng tăng, nên ở quốc độ của Bồ Tát sau này sẽ tự nhiên có đầy đủ cả 100 vị thức ăn uống như vậy. Lại có Bồ Tát làm dùng các loại hương trời để cúng dường Phật và chúng tăng. Bên thiền trúc do trời nóng bức nên phải dùng hương xoa vào thân. Do vậy mà Bồ Tát đem các thứ hương trời để cúng dường Phật và chúng tăng, phát lời nguyện rằng, ở quốc độ của tôi sau này, chúng sanh sẽ được thọ hưởng các hương trời biện màng như vậy. Hỏi, các người thọ giới xa gì hoặc giới bác quan trai, chẳng còn thọ hương xoa thân, vì sao lại đem hương xoa thân để cúng dường Phật và cùng chúng tăng? Đáp, Bồ Tát đem tất cả những vật quý giá để cúng dường Phật và chúng tăng, như đem nước thơm rải trên vách, đem hương thơm xông chỗ ngồi, vân vân, để thể hiện lòng tôn kính vậy. Ví như có Bồ Tát đem cả xe ngựa, vàng bạc, chân bảo, y áo, vân vân để cúng dường. Nếu người xuất gia chẳng thọ dụng, thì bố thí lại cho chúng sanh. Lại có Bồ Tát đem nằm dục để cúng dường, phát lời nguyện rằng, ở quốc độ của tôi sau này, chúng sanh tùy ý hưởng năm dục đầy đủ. Hỏi, nằm dục ví như hầm lửa, như phường giặc cướp, chướng ngại thiện căn nên phải của trách người rong ruổi theo năm dục. Vì sao Bồ Tát lại muốn chúng sanh được thọ hưởng đầy đủ năm dục? Lại nữa, Phật và chúng đệ tử thường bận áo rách vá, ngồi gốc cây để tọa thiền, vì sao Bồ Tát lại cầu được năm dục? Đáp, người tu nhân phước thiện sẽ được hưởng phước báo đầy đủ năm dục, đời này và đời sau chẳng làm việc trộm cướp, chẳng nói dối, chẳng sát hại chúng sanh, chẳng hành 10 bất thiện đạo. Do bần cùng mới hành 10 bất thiện đạo. Nếu tùy ý được năm dục đầy đủ thì chẳng còn hành 10 bất thiện đạo nữa. Bồ Tát nguyện ở cõi nước mình sau này chúng sanh được giàu có, chẳng còn thiếu thốn, chẳng còn làm các điều ác. Như vậy tùy còn ái còn mạng mà kiết sử đã được mỏng. Trong hoàn cảnh đó, nếu được Phật hay chư đệ tử Phật thuyết pháp thì tâm họ sẽ được nhu nhuyễn, rất dễ được đạo. Tùy tầm chấp còn nhiều nhưng đã được lợi căn, nên vừa nghe nói về vô thường, khổ không vô ngã thì họ liền được đạo. Ví như cái áo dính mồ hôi, nếu đem dầm vào nước tro thì liền được tẩy sạch. Bồ Tát chẳng muốn chúng sanh đắm chấp năm dục, nên bố thí cho họ đầy đủ các vật dụng cần thiết. Bồ Tát chỉ muốn chúng sanh thọ năm dục trong một thời, để sau đó dạy họ tự xả năm dục vậy. Phật khuyên các đệ tử nên mặc áo rách vá đi khất thực, để họ biết rằng do tội đời trước mà đời nay phải sanh vào đời ác năm trượt vậy. Nếu được ăn ngon mặc đẹp thì tâm chấp càng thêm sâu dày, dẫn đến bỏ phế đạo nghiệp. Bồ Tát thành tựu chúng sanh thành tịnh Phật độ nên được vô lượng phước đức, quán năm dục bình đẳng nên chẳng còn tham đắm, chẳng còn tầm cầu. Trái lại, có nhiều người tu lì dục, tu khổ hạnh mà tâm hờn giận vẫn tăng trưởng. Họ thường tưởng nhớ năm dục nên sanh phiền não, chẳng sanh tâm hướng thượng vậy. Phật dạy, phải bỏ cả khổ lẫn lạc, dùng trí huệ tu trung đạo. Bởi vậy nên Bồ Tát mới có thể phương tiện bố thí cho chúng sanh năm dục, khiến họ chẳng còn thiếu thốn mà chẳng có gì ngăn ngại. Hỏi, trong luật tỳ kheo có ghi rõ, nếu một vị tỳ kheo nói rằng thọ năm dục chẳng có ngại đạo, thì vị ấy sẽ bị của trách, nếu ba phen chẳng thôi thì sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Như vậy vì sao lại cầu năm dục? Đáp, trong Phật pháp có phân biệt có đại thừa và tiểu thừa. So với hàng đại thừa thì hàng tiểu thừa phước mỏng và bao độc sâu dày. Trong kinh Bà Sa, Phật dạy, ta có các đệ tử bạch y, chẳng phải một, chẳng phải hai mà có đến cả 500 người thọ hương trên đàn thoát thân, thọ các diệu hương hòa khác, ở chung với vợ con, sai khiến các nô tỳ gần gũi vợ mà vẫn đoạn được các kiết sử, được quả tu đà hoàn, đoạn được các khổ trong ba đời dẫn đến tiêu sần ba độc, được quả tu đà hàm,